Anh đang cắm 1, cắm 2 hay cắm 3? Bây giờ ông Tuấn ông lấy hết cái 3525 ấy. Cái 3525 okay, cái hết này. Mà đợt này thấy nhiều nhà chứ không phải đấy. Nhiều nhà thì nhắc nhở cứ vần ngày khỏi tuổi. Mà có khi hôm nay con này mai lại con khác. Đúng rồi. Không phải một con. Cám này kém chất lượng quá. Cứ buổi tối thì nó phun ra, nó tiêu chảy phân như phân trâu ấy. Thậm chí nó nằm đâu nó chảy đấy. Nhưng mà ban ngày phần nó lại khô đét lên, bắt đầu từ 9 giờ mà 9 rưỡi mình mẹ cái đầu con là mình kiểm soát tốt phết, không có ảnh hưởng gì từ cái lúc đang bắt ở dưới chợ. Phổi kia đại ca cả. Bầy này không khỏe một tí nào luôn. Nó chuồng là nóng quá. Nóng quá. Cái này cái bệnh này xử lý rất dễ luôn. Bầy nào cũng thế. Nó cứ chảy ra như thế. Nhưng mà cái màu phân này của anh không ổn với lợn đâu. Anh hiểu ạ? Màu phân này lợn nó không lớn được. Màu phân nổi cám à. Hay là nó thế này. Cái màu phân nó bạc nó tệ quá. Bầy lợn này em mới thích. Lợn đây. Này đẹp lắm. Đây có con kia qua này là nó đang kiểu dạng đầy bụng đấy. Con kia kìa, nó không nhìn thì nó không sốt nhưng mà bụng nó cứ căng tròn. Con dạng ăn như kiểu không tiêu này. Mình nhìn mình biết nhưng mà giờ này định thấy tiêu sớm ra cho nó mũi am mốc thì chắc nó tiêu. Nó vẫn ăn thì nó ăn ít thì cái bụng con lợn nó không óp đi. Anh không phải tiêm. Nếu như anh không có cái men tỏi thì anh dã lấy khoảng tầm lấy vài ba lạng tỏi trộn vào cái này nó ăn tức khắc. Mình nhìn cảm tưởng cái bụng nó là nó không cái con kia nó hơi bị trứng hơi. Cái phân ban ngày thì nó đẹp như thế kia rồi, nó như bình thường luôn. Cái mùa này thì nó phải đến khoảng tầm 40-50% các trại lứa lợn tầm này đang bị bao mà để như thế này. Ăn thì nó vẫn ăn, lớn thì nó vẫn lớn nhưng mà lông của nó sơ dần nhưng mà nó tụt. Hiện tượng đây là chính xác là hiện tượng cái chất lượng cám nó không chuẩn, hoặc là mình hiểu là trong cái cám này đang ăn cám 2 ấy là cái cám đấy không có kháng sinh nữa. Cho nên cái hiện tượng này bây giờ phải 40-50% các trại đang bị là cứ tối với đầu sáng là nó tiêu chảy phân trâu, nó ỉa phân trâu nhưng ban ngày nắng ấm lên thì nó lại cứng đét lên. Cái này chỉ xử lý nó vô cùng dễ, đó là anh trộn nó khoảng 3-4 ngày bằng cái BMD, cái chống viêm ruột hoại tử của gà, vô cùng rẻ, trộn lên 3 ngày phân nó khô đét hết lên. Chú nhìn trường này xem bây giờ nó còn cái gì, những cái gì mình không chế cho nó qua đây. Bây giờ muốn khống chế. Hôm nay nó đang nói hiện tượng những cái loại gì để mình... Cái loại gì? Bây giờ, đầu tiên là bác tốc cái kia ạ. Cắt thì đừng có cắt hết. Mở lấy khoảng tầm cái chóp ở cái góc đồ hồi à. Hai cái góc đồ hồi phải mở ra vì cái không khí nó bẩn, nó lên trên này xong là nó đi dọc cái mái này là nó mới thoát ra ngoài. Bây giờ bác bịt thế kia thì cũng không thoát được đâu. Còn chuồng này cũng không phải là bí. Khi bác mà mở được cái kia ngay lập tức gió nó hút thì nó sẽ không bí đâu. Còn cái nữa, chắn muỗi đi, chắn muỗi bằng cái lưới cước nhưng mà đừng có lưới cước chống côn trùng, chứ không chắn muỗi không trụ được đâu. Cái bọn này nếu dùng được cái men tỏi giống nhánh hoàng ấy thì tốt hơn nhiều. Giống như ngày xưa anh em mình làm ấy. Biết rồi. Thì tốt hơn nhiều. Nhưng mà không hiểu là mình mà trộn cái tiamulin, khi trộn thì là nó chỉ khỏi một vài hôm nó lại dính mình lên bảo cái này phải đẳng cấp, phải chuyển lên cái BMD mà cái BMD đẻ rẻ hơn tiamulin nhiều. Kìa vẫn còn con, chắc chỉ một con thôi. Còn một con, cái phần hôm nay cũng tốt hơn so với phần hôm trước nhiều rồi. Nhưng bên này thì vẫn khỏi hết. Dùng được mấy hôm? Hôm thứ ba. Chưa hết 3 ngày mà xong rồi. Trộn thêm cho nó ngày nữa là thôi nhá. Tốt rồi. Đây, cái tiêu chảy mà ra cái phân trâu ấy, mà cứ buổi tối và đầu giờ sáng thì nó tiêu chảy pẹt pẹt ra ấy. Hoặc là nó nằm đâu nó chảy đấy. Còn ban ngày tự nhiên nó hết. Cái lỗi đấy là lỗi do cám và mình chỉ cần mất một ít cái tiền thuốc cái BMD trộn qua nó 2-3 hôm là nó khỏi. Từ đấy trở đi nó rách lại nữa đâu, nó không bị nữa đâu. Còn nếu như mà không biết cái đấy thì vô cùng nhục, mệt mỏi lắm. Cái đấy hiện tượng đấy nó là hiện tượng là trong cái cám nó cắt cái kháng sinh, cái Rosulin rồi. Tiamulin đánh chịu Tiamulin đánh thì nó chỉ đỡ xong nó lại bị bóng mượt đẹp rồi, tốt.